quý vị và các bạn, theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày vía thần tài, chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc may mắn cả năm. Vì thế từ lâu, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân lại nô nức đi mua vàng đón lộc. Ghi nhận của phóng viên Alo Đường Dây Nóng tại Hà Nội cho thấy nhu cầu mua vàng của người dân trong ngày này đã tăng lên đột biến. Phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 8 giờ sáng ngày mùng 10 âm lịch. Hàng trăm người đã xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng vào ngày thần tài. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, bà Đặng Thị Ngọc Dậu, Thanh Nhàn, Hà Nội đã đến đây từ rất sớm, tránh tình trạng phải chờ lâu mới mua được vàng. Ôi dồi ôi, năm ngoái chờ phải là 2-3 tiếng đồng hồ ấy, nhưng mà bây giờ chỉ được khoảng tiếng thôi. Với mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay, chị Nguyễn Hoàng Yến ở Giải Phóng, Hà Nội cũng đến đây từ sáng sớm để mua vàng trong ngày này. À, hàng năm thì vào ngày thần tài thì tôi cũng có đi đến đây để mua vàng. Bởi vì tôi cũng thấy được biết là vào cái ngày này thì đến mua vàng để lấy cái may mắn cho cả năm. Cũng mê tín thôi, nhưng mà mình cũng nghĩ là kiểu mê tín thì mình mua thôi. Theo ghi nhận, giá vàng bán ra tại thời điểm 10 giờ sáng ngày thần tài không có sự tăng đột biến như những năm trước. Số lượng vàng cũng đã được các doanh nghiệp chuẩn bị tăng so với những năm trước nên không diễn ra tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, sức mua của người dân trong ngày này cũng đã tăng 500-600% so với ngày thường. Khách hàng đã xếp hàng từ 5 giờ sáng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, và Bảo Tín Minh Châu mở cửa bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng cho đến khi đóng cửa, đến khi không còn một khách hàng nào đến mua vàng trong ngày thần tài năm 2016 này ạ. Nếu mà so với cả ngày thường thì nó sẽ đạt từ 500-600%. Việc người dân đổ xô đi mua vàng vào ngày vía thần tài là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo người dân cũng phải thận trọng, nên lựa chọn những điểm bán vàng có uy tín nhằm tránh mua phải vàng không đảm bảo chất lượng.